Chào cả nhà. Hôm nay Đài mình sẽ đưa các bạn đi chơi nha. Đi shopping, đi mua đồ ăn, đi mua toilet paper. Giống như mọi người ha, trong mùa dịch bệnh cách ly xã hội này nha. Ok, let's go. Đó là Costco nha. Mình sẽ review cho các bạn xem hôm nay Costco có gì mới lạ nha. Và chúng ta sẽ cùng nhau bước vào mua rất nhiều thức ăn nha, đồ dùng cá nhân nữa nha. Ok. Costco hôm nay vẫn có khách như ngày nào, nhưng mà vắng một chút xíu, có thể là đầu tuần đó các bạn. Quá trời. Ok, đi vào nha. Đi vào đây phải có thẻ Costco mới được vào ha. Hôm nay mình phải đóng tiền nữa mới được mua đồ. Hello. Ok, đi đâu cũng phải check in hết. Bây giờ đi vô shop phải đeo mask, phải check in, phải tuân luật lệ giao thông chính phủ thì mới được đi shop, còn không là bị phạt đó các bạn. Ok, thôi thì mình cứ như vậy đi ha, để tất cả mọi người đều an toàn. Ok, đẹp không? Kim cương, đằng kia có bán kim cương nữa. Đi đâu cũng phải check in, rửa tay. Cái này dễ thương ha. Mại đi. Cái chén này rất là dễ thương nha các bạn. Mình sẽ mua một pack. Rất là nhiều đồ mua nha. Hôm nay cũng vắng. Cái Galaxy này đẹp nè. 21. Chơi một cái đi. Cái này cũng dễ thương. Mình sẽ mua một cái pack này. 29 đồng 99. Bánh kem ngon lắm các bạn ơi. Mình sẽ mua một pack croissant. Wow. Hôm nay sale nè. 7 đồng. Bánh ơi là bánh. Bánh ngọt ơi bánh ngọt, sao mà cứ dụ tôi hoài. Mua một con gà ăn. Lấy con nào đây? Con nào cũng ngon. Ngon rồi nha. Một con đủ rồi. Những cái món này là ready to eat luôn á, khỏi nấu ăn luôn. Ngon à. Giờ mua nước về uống. Muscle. Nước à. À hồ mà mua luôn á. Quá trời toilet paper luôn. Tha hồ mà mua. Thực ra người Á Châu mình cũng ít mua toilet paper nhiều, chỉ có tay thôi. Người mình ở nhà nó có cái ống xịt á, bởi vì tiết kiệm rất là nhiều nhiều giấy nha các bạn. Quá trời luôn. Ở đây á, mua cái gì cũng là thùng thùng, bự bự không à. Quá trời luôn anh ấy. Ok, giờ mình đi mua trứng nha. Quá trời trứng luôn á. Mua 2 pack thì nó rẻ, 13 đồng 99. Còn mua 1 pack thì 9 đồng. Thôi thì lấy 1 pack đi. Lấy pack này đi. Ok, tiramisu ngon nè. 14 đồng 99. Lấy 1 pack. Mua cái này luôn. Mua một thùng cải về ăn nha các bạn. Ok, lấy thùng này đi. Yeah. Đi Costco mua đồ ăn á, giống như là free, miễn phí vậy á. Cứ bóc đi, lấy.
ra tính tiền hả, ít nhất là cũng trên 100 đồng. Mà cũng cảm thấy vui vui, lạ ghê. Ô, kim chi, lấy một thùng kim chi ăn đi. Thôi lấy thùng này đi nha, đây thùng này. Ok ok, lấy cái này ăn đi, cái này ngon nè. Yeah. Đó. Wow, cái này hôm nay xèo. Ý ý ý ý alo alo, đến chờ quá ha, thôi đóng cửa đi, nó bùm cái bông đẹp quá các bạn ơi. Bông tươi đây còn đẹp rực rỡ nữa nè, trời ơi, một bông hồng cho em. Wow, rất là đẹp nữa, beautiful. Đây là bông hồng đẹp tuyệt vời luôn các bạn ơi. Wow, đẹp quá, rất là đẹp nha, bông nào cũng tuyệt vời. And thanks for watching, and I'll be in my movie star. Ok, shopping nữa nha. Đậu hôm nay sale nè, lấy vài hũ mới được ha. Ăn cho nó mập, bổ nữa, bổ dưỡng. Trời ơi các bạn ơi, rồi bây giờ trả tiền nha các bạn. Hôm nay mình break the record luôn á, mình spend 400 đồng luôn á. $400. Have a nice day. Wow, 400 đồng nha các bạn, ăn cả tháng luôn á. Và đây là nguyên một cái trolley của mình đây. Oh, order ở đây. Wow, hôm nay còn rất là đông nha các bạn. À, cái trolley của mình đâu rồi? Ăn tiếp nữa. Rồi nha, pizza. Cách ly rồi, hết được ngồi trong này ăn luôn. Chỉ có là take away thôi. À, đây là cái món mình order đây nè, cream nè. Ngon ạ. Pizza của mình đây. Ngon rồi nha. Supreme, nhắm đi. Hết sảy luôn. Diamond pizza. Yeah. You get thanks. The rest of your stuff. 924. Nguyên một chỗ lì luôn đó các bạn. Thôi chào nha. À, đây mình xin dừng phim tại đây ha. Và sẽ hẹn các bạn nhiều cái clip mới nữa nha. Ok, chào các bạn. Thanks for watching. Xin very long list. That's alright. Yeah, everything yum yum. Người ta nói ở Costco có COVID. Tôi mua hết đồ ăn rồi. Too late. Ok, à, xong rồi nha các bạn. Đây là một cái list rất là dài. Hôm nay xài 400. Việt Nam gọi là cái gì? Bún củ hả? Hay là cái gì đó? Ờ, đó. Thì nguyên một chiếc xe của mình đầy đồ ăn luôn á. Rồi toilet paper. Tức là nói chung là rất là nhiều đồ ăn. À, có thể ăn cả tuần á. À, rồi xài thì xài cả tháng, không xài mấy tháng luôn á. Mà nói chung thì rất là vui ha. Lockdown chứ cũng phải mua đồ ăn, đi chợ. Yeah, cần phải mua những cái cần thiết cho gia đình xài ha. Ok, chúc các bạn vui khỏe ha. Take care trong cái mùa đại dịch này ha. Rồi chúng ta sẽ có những ngày tốt đẹp hơn trong tương lai ha. Ok. Cảm ơn các bạn đã cùng Diamond đồng hành nha. Hôm nay chúng ta đi chợ Costco.
Mua rất nhiều đồ ăn ha. Hạnh phúc lắm phải không các bạn? Ok. Video xin tạm dừng nơi đây nha. And thanks for watching and be my movie star. Cheers. Ciao.